Đây là một thanh katana mới cực kỳ mạnh trong Elden Ring. À, thật ra thì đây là một bản mod katana. Và trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em về 5 bản mod giúp nâng cấp sức mạnh cho các thanh katana. Với những bản mod này nó sẽ mang lại cho anh em những trải nghiệm mới mẻ, thú vị hơn so với những thanh katana mặc định trong game. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với thanh katana ở top 5 trước, và đó là katana băng. À, lát nữa thì ở phần cuối video mình sẽ hướng dẫn anh em cách để cài các bản mod này nha. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về tuyệt chiêu của những thanh katana này trước. Quay trở lại với thanh katana băng thì nó sẽ gồm có 3 tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu thứ nhất, anh em ấn giữ nút tuyệt chiêu và sau đó thả ra là anh em sẽ tạo ra một cú chém lộn nhào cực kỳ mạnh. Tuyệt chiêu thứ hai, anh em sẽ ấn giữ nút tuyệt chiêu, sau đó ấn đánh thường thì anh em sẽ tạo ra một cú chém liên hoàn. Tuyệt chiêu cuối cùng cũng là tuyệt chiêu mạnh nhất của thanh katana này. Anh em sẽ ấn giữ tuyệt chiêu cộng với đánh mạnh thì anh em sẽ tạo ra một vết chém hình chữ X. Để lấy được thanh katana thì anh em sẽ đi đến vị trí này trên bản đồ. Ở đây anh em sẽ gặp anh Bernard và sau đó anh em sẽ mua một cái tuyệt chiêu có tên là Ice Spray Blade. Sau đó anh em sẽ gắn cái tuyệt chiêu đó cho thanh Nagakiba hoặc là Uchigatana cũng được, là anh em sẽ sở hữu được thanh katana băng. Tuy nhiên thì thanh katana băng này lại là thanh katana sở hữu ít tuyệt chiêu nhất trong danh sách này. Một lát nữa anh em sẽ thấy katana lửa với hai bộ kỹ năng riêng biệt, katana sấm với 12 tuyệt chiêu khác nhau. Nhưng trước khi đến với những thanh katana đó thì mình sẽ đến với thanh katana ở vị trí top 4 trước nha. Đây là một thanh katana khá là đặc biệt bởi vì nó đi kèm với một cây cung. Để sử dụng được cả kiếm và cung cùng một lúc, anh em sẽ cầm thanh katana bằng hai tay. Sau đó nó sẽ có một cái thế đứng như thế này. Combo của kiếm anh em có thể kết hợp nút chạy cộng với 3 lần đánh thường. Combo của cung anh em sẽ ấn giữ nút đánh mạnh và sau đó ấn đánh mạnh thêm một lần nữa. Combo của kiếm và cung anh em sẽ kết hợp nhảy lùi cộng với đánh thường và sau đó đánh mạnh. Khi giữ nút đỡ đòn, anh em sẽ đứng vào thế thủ và nó cũng sẽ có một cái cơ chế giống như là Sekiro. Nếu đỡ trúng đòn, anh em sẽ không bị mất máu. Combo của đỡ đòn, anh em sẽ kết hợp nút đỡ đòn và sau đó ấn đánh mạnh. Tuy vậy thì đây mới chỉ là một dạng của bộ vũ khí này. Anh em sẽ ấn nút tuyệt chiêu để đổi sang dạng 2. Ở dạng 2, cả bộ vũ khí sẽ được yểm thêm sấm sét. Về thanh kiếm thì tuyệt chiêu của nó vẫn sẽ như dạng 1. Nhưng về cây cung, anh em sẽ bắn ra tia sấm của Grand Sack. Tia sấm này không chịu ảnh hưởng bởi trọng lực nên là nó có thể bay xa đến vô tận. Để lấy được bộ vũ khí này, anh em sẽ đi đến vị trí này trên bản đồ. Ở đây anh em sẽ mua một món vũ khí có tên là Heaven Splitter. Thì bộ vũ khí này nó sẽ hơi lạ một xíu, đó là để kiếm được nó, anh em sẽ vào trong phần cung tên để tìm nhá. Và anh em chỉ có thể cầm được nó ở bên tay phải thôi, còn cầm ở bên tay trái thì sẽ không sử dụng được. Tiếp theo mình sẽ đến với một thanh katana khá là thú vị trong danh sách này, một thanh katana mà nó sở hữu hai bộ kỹ năng riêng biệt khác nhau, và đó chính là katana lửa. Ở bộ kỹ năng thứ nhất là khi nó đang ở dạng kiếm, anh em ấn giữ nút đánh mạnh, anh em sẽ tẩm thanh kiếm với lửa. Tuyệt chiêu của dạng 1 khi anh em sử dụng, anh em sẽ thực hiện một cú né đòn cực kỳ ngầu. Nếu anh em kết hợp nút tuyệt chiêu cộng với đánh mạnh, anh em sẽ có một combo quạt trả. Để đổi sang bộ kỹ năng thứ hai, anh em sẽ cầm thanh kiếm bằng hai tay. Bây giờ bộ kỹ năng sẽ chuyển sang dạng võ, mọi đòn đánh thường sẽ đều toát ra lửa. Và khi xài đánh mạnh, anh em sẽ nhảy hip hop. Anh em có thể phối hợp nhiều combo như chạy cộng đánh thường để đá xoáy, chạy cộng đánh mạnh để chẻ cúi, lộn nhào cộng đánh thường để gạt giò. Tuyệt chiêu của bộ kỹ năng này cũng giống như bộ kỹ năng thứ nhất, đó là né đòn. Nhưng khi anh em kết hợp tuyệt chiêu với đánh mạnh thì anh em cũng có thể chuyển đổi giữa hai bộ kỹ năng này bằng cách nhảy lùi cộng với đánh thường. Để lấy được thanh kiếm này, anh em sẽ đi đến Round Table Hall, sau đó anh em sẽ mua thanh kiếm Hinokami ở Twin Maiden Hut, là anh em sẽ sở hữu được thanh katana lửa. Trước khi đến với thanh katana mạnh nhất trong danh sách này thì mình sẽ đến với thanh katana ở vị trí top 2, thanh katana có tới 12 tuyệt chiêu để sử dụng. Thanh katana này cũng sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất là khi anh em đang cầm kiếm bằng một tay đánh thường, anh em sẽ biến thanh katana thành một thanh kiếm điện. Combo của đánh thường, anh em sẽ kết hợp chạy với đánh thường để đá xoáy.
kết hợp nhảy lùi với đánh thường để đá điện. Sử dụng đánh mạnh, anh em sẽ bắn ra điện. Nếu anh em ấn đánh mạnh liên tục, anh em sẽ bắn sét như một khẩu AK. Để đổi sang dạng thứ hai, anh em sẽ cầm kiếm bằng hai tay, đánh mạnh sẽ biến thanh kiếm thành một tia sét lớn. Combo của đánh mạnh, anh em sẽ kết hợp chạy với đánh mạnh để tạo ra một cú đá sấm sét. Điểm đặc biệt nhất của thanh katana này là nó nằm ở cái tuyệt chiêu của nó. Anh em sẽ ấn nút tuyệt chiêu và sẽ tạo ra một cú nhảy sấm sét. Để lấy được thanh katana này, anh em sẽ đi đến vị trí này trên bản đồ. Ở đây anh em sẽ mua một con dao có tên là Storm Demon. Tiếp theo anh em sẽ đi đến vị trí này trên bản đồ. Ở đây anh em sẽ mua tiếp một cái tuyệt chiêu có tên là Thunder Clap and Flash. Sau đó anh em sẽ gắn cái tuyệt chiêu vào cho con dao là anh em sẽ có một thanh katana điện. Và bây giờ mình sẽ đến với thanh katana mạnh nhất, cũng chính là thanh katana mà mình cảm thấy thú vị nhất trong danh sách này. Thanh katana này nó sẽ có hai thế. Ở thế đầu tiên là thế cất kiếm. Nếu anh em đứng im thì nhân vật sẽ để tay lên kiếm trong cực ngầu. Khi ở trạng thái cực ngầu, nếu anh em ấn nút tuyệt chiêu thì nhân vật sẽ được cộng thêm một lớp chakra. Thì cái lớp chakra này nó sẽ gia tăng sát thương đáng kể cho đòn đánh tiếp theo của anh em. Khi ở thế cất kiếm, nếu anh em ấn giữ nút đánh mạnh, anh em sẽ chém ra hai cú chém cực kỳ mạnh. Lúc này anh em sẽ đổi sang thế rút kiếm. Và đây là khi anh em đánh thường. Đánh mạnh anh em sẽ không gây sát thương mà thay vào đó là một cú phản đòn bằng kiếm. Nhưng nếu anh em ấn giữ nút đánh mạnh, anh em sẽ tạo ra một cú chém cực kỳ mạnh. Thanh kiếm này sẽ có hai tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu thứ nhất ấn giữ tuyệt chiêu cộng với đánh thường để tạo ra một cú chém với tốc độ ánh sáng. Tuyệt chiêu thứ hai cũng là chiêu thức hủy diệt của thanh katana này, ấn giữ tuyệt chiêu cộng với đánh mạnh để tạo ra bão kiếm. Một combo kinh điển cho thanh kiếm này đó là anh em có thể kết hợp 4 đánh thường cộng với tuyệt chiêu cộng với 2 đánh mạnh. Tuy nhiên thì đây vẫn chưa phải là tất cả. Đi kèm với thanh katana này cũng là một dụng cụ rất đặc biệt, và đó chính là cây sáo của Yasuo. Đây không phải là một cây sáo để thổi cho vui. Khi anh em đang thổi sáo, nếu anh em ấn nút đánh thường thì nó sẽ gia tăng chỉ số phòng thủ, và ấn nút đánh mạnh thì nó sẽ gia tăng chỉ số tấn công. Để lấy được thanh katana này, anh em sẽ đi đến vị trí này trên bản đồ. Ở đây anh em sẽ mua cây Tachikaze của anh bán hàng là anh em sẽ sở hữu được thanh katana. Rồi bây giờ mình sẽ đi cài 5 bản mod này nha. Bởi vì 5 thanh katana này nó cùng nằm trong một bản mod nên là cũng khá là dễ để cài. Đầu tiên anh em sẽ ấn vào đường link của cái mod engine 2 mà mình đã để ở dưới phần mô tả nha. Thì sau khi anh em ấn vào, nó sẽ chuyển anh em qua cái trang này. Anh em sẽ đi tìm cái phần assets, sau đó anh em tải file này về. Tiếp theo anh em sẽ vào đường link mod của 5 thanh katana này mà mình đã để ở dưới phần mô tả nha. Sau đó nó sẽ chuyển anh em sang cái trang Nexus. Anh em sẽ tạo một tài khoản thì nó mới cho tải file về. Rồi bây giờ anh em sẽ tìm một cái phần có tên là file và anh em sẽ ấn vào manual download và anh em sẽ tải cái file đó về. Tiếp theo anh em sẽ vào thư mục có chứa hai cái file vừa tải hồi nãy. Anh em giải nén cái file mod engine 2 ra trước. Sau khi giải nén xong thì anh em sẽ giải nén cái file mod pack ra. Thì trước khi giải nén, nó sẽ hỏi là giải nén vào chỗ nào. Thì anh em sẽ ấn vào browse. Sau đó anh em sẽ chọn vào cái file mod engine 2 vừa tải lúc nãy, chọn vào thư mục mod, bấm ok và giải nén ra là xong. Rồi bây giờ mà mỗi lần anh em muốn bật mod lên thì anh em sẽ vào trong thư mục mod engine 2, sau đó chọn cái file launch mod Elden Ring, là cái mod đó nó sẽ được bật lên ở trong game. Và anh em cũng yên tâm, mỗi lần anh em khởi động Elden Ring với file launch mod Elden Ring này thì game nó sẽ chạy ở chế độ offline nên là tài khoản của anh em sẽ không bị khóa. Ok, và đó là 5 thanh katana mod siêu mạnh cho Elden Ring. Nếu anh em muốn xem về 10 món vũ khí mạnh nhất như đoạn đầu Elden Ring DLC là gì thì anh em có thể xem video này của mình nhé.